Ngày 17 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã kịp thời đưa sản phụ tới bệnh viện để sinh con và hỗ trợ đưa người này sau khi sinh con về nhà an toàn trong mùa dịch COVID-19. Theo đó, khoảng 4 giờ ngày 14 tháng 9, tổ công tác của Phòng PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh do Đại úy Tạ Thanh Tân, tổ trưởng, làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch đường Trần Văn Dào, Cầu Đôi, giáp tỉnh Long An, thì phát hiện anh Nguyễn Hoài Ân và vợ là chị Trần Thị Tươi đi xe hướng từ tỉnh Long An đi thành phố Hồ Chí Minh qua chốt để đi sinh tại bệnh viện Triều An, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên do xe của vợ chồng anh Ân bị bể lốp, chị Tươi có dấu hiệu sắp chuyển dạ nên Đại úy Tân đã dùng xe chuyên dụng đưa vợ chồng anh Ân tới bệnh viện sinh con an toàn. Đến 16 giờ ngày 15 tháng 9, do hoàn cảnh gia đình anh Ân khó khăn không thể thuê xe dịch vụ chở vợ về nhà, nên tổ công tác tại chốt đã báo cáo lãnh đạo đơn vị và nhanh chóng dùng xe chuyên dụng đi cùng anh Ân để đón chị Tươi ở bệnh viện. Sau đó, lực lượng đã hỗ trợ đưa cả gia đình anh Ân về tận nhà ở ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.